mời em mua ô nào? A1, A6, B6. A1, A6, B6. Như ý chiến lược. Đúng rồi, như một công thức luôn. Bên kia người ta mua hết 3 cái ô quan trọng đó rồi. Bây giờ mình mua ô nào đây nè em? Cho em B1. B1. B8. B8. A4. A4. Gợi ý. Mời các bạn nghe bài hát này. Thế là chị ơi dùng bông hoa vàng. Trời không nên gió cho ngày trời sinh. Bài Chị Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh. Bài này rất quen thuộc đúng không? Gợi ý như sau. Câu ca dao này của chúng ta có nhắc đến một loài hoa báo hiệu xuân qua và hè lại về. Mời ô chữ. Trời ơi, nó mở đúng mấy cái mình không cần luôn. Ủa, em mua mà. Có nhắc đến cái loài hoa nãy trong bài hát á. Em biết rồi nè. Mà vẫn chưa ra được gì hết á anh ơi. Sao? Hoa gì nhớ không? Hoa gạo. Ừ. Hoa gạo. Nằm đâu? Nằm câu trên câu dưới. Này nè. Sai nha. Ừ. Sai hả? Ừ. Tại cái em thấy có cái chữ bao, em tưởng bao gạo. Ê, anh trời ơi. Ôi trời, bên đây biết trước rồi. Sao 5 triệu ơi. Em tính bán 5 triệu. Ông ảo tưởng sức mạnh quá. Hai chị em giữ sợ không? Đánh đá. Ở bên kia cũng chẳng vừa đâu à. Bán được không? Thôi em thấy là gần này với nó chứ gần này hả? Nếu như không có câu trả lời, chúng ta sẽ mở bán được hai. Hoặc là bên đây mình có thể mua một ô miễn phí, mua đi. Dạ, chơi. Mà tụi em muốn mua một ô miễn phí. Chọn đi em, ô nào? À, anh chọn đi anh Bảo. Dạ, tụi em mua B3. Mời ô B3. Rồi, giờ hết biết đoán gì luôn. Tức là bây giờ không có câu trả lời, mình sẽ mở mua lượt thứ hai. Dạ. Đồng ý không? Dạ. Lượt bán thứ hai, bắt đầu. Mời em. B4 thôi. Tiết kiệm đi, đừng mua nhiều. B4 đúng không? À, ok. B4. Mở ô B4. Mua có một ô một thôi. Sao em? Bên đây có muốn mua thêm gì không? Lượt mua thứ hai nè. B7 A3. Dạ. Dạ, B7 A3. A3 B7 mua. Mở ô chữ. Ủa, hai chị em bên kia sao ứ hoài vậy? Ai đoán được không? Muốn mua thêm không? Hai cái này không biết nè. Thôi bây giờ mình deal, mình mua lại một cái bên kia đi. Mua B6 nè. Bên kia muốn mua B6 của mình kìa. Bên này mua B6 đúng không? Tôi bán bạn một ô 5 triệu, bạn bán tôi 2 ô 5 triệu. Bạn chơi mình đi, ai chơi lại bạn? Bây giờ ngồi chơi đòi tôi. Thôi đòi bán chơi phải công bằng chứ. Rồi, vậy giờ nếu vậy thì bán một... Hồi nãy tôi bán 2 triệu rưỡi, giờ bán lại 2 triệu rưỡi. Ăn thua mà anh, trận này ăn thua đó. Anh ơi, cho em mua A5 đi. B5 đi, B5. Này đoán ra chưa? Bài hát này đó. B2 đi, mua đi. Ủa? Thôi mua mỗi B5 thôi. B5, mua thêm một ô B5 nữa. Mở ô chữ. Trời ơi, nó chết quá rồi. Không dễ đâu nha. Câu này không dễ đâu nha. Giờ trao đổi mua bán với nhau đi. Không bán nữa. Không bán hả? Rồi, lên, gã chiên. Mua. Mua luôn em, còn một ô nữa. Dạ. Em được quyền mua một ô nữa. Cái này em đoán được. Có cái này nè. Cái gì này? Mua ô A5 đi. Dạ, A5. A5. Rồi, tụi em mua A5. A5. Mở ô chữ. Năm em. Dạ. Bên em vẫn còn một ô nữa, có muốn mua luôn không? Cho em mua B2 đi. Chị, cái này biết rồi. Cái này cũng biết rồi. Này biết không? Biết rồi.
Sai. Sai. Vậy thôi mua đi. Mua A2 nha. Mua ô A2. Trời ơi. Đúng không? A2 mở rồi. Bao Côn, muốn mua B8 không? Dạ mua. Mua. Bán B8 cho em 10 triệu. Nhưng mà dòng này bạn thắng là bạn hơn tôi. 10 triệu không ai mua đâu em. Mắc đưa không? Cái điều, đưa cái điều muốn chạy luôn rồi. 7 triệu, nãy bán 7 triệu giờ bán lại 7 triệu. Hết rồi, qua mùa rồi. Thôi, tôi nói bạn câu này không có dễ đâu. Bạn đón xong bạn đưa hết cho bạn đón đi, giờ tụi tôi không gõ chiên nữa. Tôi ngồi chờ bạn trả lời. Bạn đổi 7 triệu còn hơn, bạn đổi tắt. Bao nhiêu ô chữ của bạn, bạn lật lên hết, tôi biết hết. Anh em mình hết tiền rồi đó. Hết tiền rồi. Không hết rồi. Nãy giờ mình ngồi chờ luôn. Mình nhân đổi bạn ghi điểm đi, mình ngồi chờ thôi. À bây giờ tôi mua B7. Tôi mua B7 bạn không khác. Bán ô đó, mua ô khác đi. Thì mua B7 đúng không? Mua B gì tôi bán cho bạn B đó. Bây giờ bên đó là mua B7 đúng không? Ừ. B8 đúng không? Nếu vậy thì mình đổi không, được rồi. Mua B7 thôi. Vậy bây giờ mình ra một cái giá đồng giá là mình đổi cũng được. Ok. B7 với A6. Rồi bây giờ thì ra giá là chốt là nhiêu triệu nè. Ông mua một ô thôi. Thì mỗi bên mua một ô mà. 5 triệu. Tôi bán ông 5 triệu, ông bán lại tôi 5 triệu. Rồi ok thì vậy đi. Rồi B7 ông lấy cái gì? Tôi lấy B8. Ok. Rồi. Ok, đóng B8 bên đây. Mở B8 bên kia. Và ngược lại. 5 triệu. Y đóng B7 bên đây. Mở B7 bên kia. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, chị phải nhớ cái từ B8 này của mình. Chắc mình phải làm cái cuộc giao dịch lần nữa quá anh ơi. Cái gì đây này, cái khúc này anh đang không hiểu cái bán ra chưa? Cái gì đó rồi. Cái gì đó nó... Bài hát nãy đó. Thế là ê... Không mừng cần anh ơi. Ừ. Ủa rồi hai người bên kia. Sao gánh chuyên không? Ê bây giờ bán cho tôi A5 đi. Đổi cái nữa không? Cái nữa đi, bạn phải có nữa bạn mới đón được. Câu này khó lắm. Khó dữ lắm, nói thiệt. Chứ bạn lên đánh chiên là bạn bán hết cho tôi rồi đó. Bạn chỉ cần đánh chiên là tôi thắng đó. Không dễ đâu. Còn quyền gõ chiên miễn phí. Mình ai bị hâm dọa rồi anh ơi. Phê địch hâm dọa. Xài đi. Có một cái từ cốt lõi rồi mọi người không chịu. Nhưng mà tụi em sẽ đọc quá. Lên kết quả. Nhưng mà tụi em đọc bị, tụi em phải rút bị đọc trước rồi. Cái kết quả rồi. Đúng bên rồi. Kia bên kia đang chỉ chờ một sao cái bên gì đó. Một cái sự gợi ý cho họ thôi. Tập trung, mọi người phải đang tập trung. Gần đúng bây giờ điêu cái B1 đi anh. Cho gì trong đây cũng được hết trơn á. Bên nào cũng không chịu lên bởi vì sợ là lộ cái đáp án của mình. Thôi bây giờ em lên gõ chiên nè. Nó cho bạn thắng luôn á. Bao giờ xuân đến thềm nhà, hoa gạo rơi xuống bà già cất chăn. Chốt chưa? Chốt. Đây là đáp án không chính xác. Sao bên đây người ta đã đọc ra những cái từ khóa của người ta rồi đó. Bà già bà đúng không? Cất chân. Gõ chiên. Hey. À, đáp án của tụi em là Bao giờ cho đến tháng 3 Hoa gạo rụng xuống bà già cất chân. Chốt chưa? Chốt. Đây là đáp án chính xác. Hoa gạo hay còn gọi là hoa mộc miên hay bơ lan, nở vào dịp đông xuân sắp qua, rét thưa dần, hè sắp đến. Loại hoa này đi vào thơ ca rất nhiều, nói về ước mơ và hy vọng. Bao giờ cho đến tháng 3, hoa gạo rụng xuống, bà già cất chăn. 20 triệu dành cho đội Cần Thơ.